các bạn ơi, còn cái con này hay lắm các bạn. Có lúc thì mình thấy nó màu đen, còn có lúc thì mình thấy nó đổi màu trên đầu của nó là màu xanh dương luôn á các bạn. Tao chỉ em hai giới. Lúc mà mình đi mua đồ á là mình thấy cái con đó là ở cây này nè. Kìa nó kìa. Đâu nó đâu? Nó kìa. Đó nó kìa các bạn. Đó. Cái đầu nó màu xanh luôn. Cái đầu nó màu xanh. Các bạn thấy nó không? Đó. Nó đổi màu rồi các bạn ơi. Đó. Các bạn ơi, mình đã làm xong cái cây này để đi bắt nó rồi các bạn. Mình chỉ còn đưa nó, đưa cái đầu nó vô đây xong rồi mình giật lại. Nó đâu rồi? Ê nó kìa. Nó nè, nó nè. Chết. Mình bắt được nó rồi các bạn ơi, nó nè các bạn. Để con cầm. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ dắt Kỳ Nhông đi dạo nha. Đó, đi đi con. Chạy. Sao cái túi của nó đi kiểu vậy ta? Đi bên đây nè. Cái móng nó bám chắc lắm các bạn. Cho nó là mình sẽ cho nó đi theo ý muốn của mình. Con nó đi. Bạn ơi, mình cho nó leo lên cây để nó chơi các bạn. Mình sẽ để đây cho nó bu lên cây nha các bạn. Đi lên cây con. Đi con. Các bạn ơi, mình thả nó ra cho nha các bạn. Mình bắt để review cho các bạn xem thôi đó. Rồi bây giờ mình thả nó cho nó chạy nha các bạn. Chạy con. Các bạn ơi, động vật hoang dã thì mình không nên sát hại hoặc là làm hại nó nha các bạn.